Anh Thư hạnh phúc khi được làm vợ Bình Minh. Hai diễn viên lần đầu có dịp đóng cặp trong phim điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Anh Thư trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong phim Sám Hối. Cô vừa trải qua những ngày bấm máy đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Bình Minh lần đầu đóng vai chồng của anh Thư. Hai người là đồng nghiệp thân thiết trên sàn diễn gần đây 10 năm. Sau điều chuyển hướng sang điện ảnh, nhưng chưa từng đóng phim nhựa chung. Một bé gái gương mặt bầu bỉnh, hóa thân con gái của anh Thư. Đã có kinh nghiệm làm mẹ, nên nữ diễn viên thể hiện các cảnh chăm sóc con tự nhiên thuyết phục. Nhân vật mới của anh Thư có tính cách dịu dàng, khác hẳn với vẻ mạnh mẽ gai góc trong các phim trước. Gia đình hạnh phúc của Bình Minh và anh Thư trên màn ảnh. Anh Thư chia sẻ, cô hào hứng khi được làm vợ Bình Minh, tung hứng ăn ý cùng anh trên phim trường. Cả hai xem lại các cảnh quay đầu tiên của mình. Đạo diễn người Ấn Độ, Peter Hini, tên tiếng Việt là Peter Hiền, hướng dẫn anh Thư diễn xuất. Anh cùng cả ekip người Ấn Độ gồm đạo diễn hình ảnh quay phim và nhà sản xuất sang Việt Nam tham gia làm phim Sám Hối. Phim được quay tại Việt Nam 2 tháng, sau đó mang qua Ấn Độ làm hậu kỳ và dự kiến trình chiếu tại cả hai nước vào năm 2017. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Soi Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Soi Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.